Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chính thức điều chỉnh lùi thời gian công bố điểm chuẩn 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch xét tuyển và lọc ảo đã công bố trước đó. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh lùi thời gian công bố điểm chuẩn 2 ngày và tăng thêm số lần lọc ảo so với kế hoạch trước đó. Như vậy, việc lọc ảo xử lý nguyện vọng của thí sinh sẽ kết thúc vào chiều ngày 22 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 24 tháng 8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2023 và kết quả xét tuyển. Thí sinh cần lưu ý để nhận kết quả trúng tuyển và nhập học trên hệ thống theo đúng thời gian quy định.